phóng sự giải quyết nợ xây dựng cơ bản khi sáp nhập đơn vị hành chính. Tư vấn pháp luật, tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư theo cơ chế đặc thù. Nội dung giám sát của Ban Giám sát Cộng đồng. Kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình hộp thư truyền hình hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025, các địa phương đang bám sát quy trình và kế hoạch. Nhìn chung, chủ trương đã tạo tư tưởng đồng thuận trong cán bộ và nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến bày tỏ băn khoăn về các vấn đề như tên gọi đơn vị hành chính mới, chuyển đổi các loại giấy tờ, xử lý tài sản công, giải quyết các khoản nợ đầu tư xây dựng cơ bản. Chương trình Hộp thư truyền hình hôm nay sẽ tìm hiểu về vấn đề xử lý nợ đầu tư xây dựng cơ bản tại một số địa phương thuộc diện sáp nhập. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Trong thời gian qua, xã miền núi Lam Sơn, huyện Đô Lương đã đầu tư hơn 240 tỷ đồng xây dựng hàng loạt các công trình xây dựng cơ bản, thay đổi bộ mặt xóm làng. Đó là hệ thống đường nhựa, đường bê tông, kênh mương thủy lợi, nhà văn hóa các xóm, cổng làng, trường mầm non. Người dân có đóng góp quan trọng trong đầu tư và xây dựng các công trình. Theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025, xã Lam Sơn sẽ sáp nhập với xã Ngọc Sơn thành đơn vị hành chính mới. Chủ trương này nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Tuy nhiên, nhiều người đã bày tỏ tâm tư liên quan đến giải quyết các khoản nợ đầu tư xây dựng trước khi sáp nhập thành đơn vị hành chính mới. Chúng tôi muốn là băn khoăn là sau khi sáp nhập xong cả cái nợ đồng thì đề nghị trên thì đến giải quyết để là nhà tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân. Dù huy động mà cả cái khoản mà trả nợ thì theo tôi thì cảm thấy là rất khó. Vì họ đã đóng rồi, họ đã làm rồi, bây giờ lấy huy động dân của cả cái xã lợn này như là cảm động vấn đề rất khó. Đây cũng là băn khoăn của người dân tại nhiều địa phương thuộc diện sáp nhập đơn vị hành chính khác. Công trình nhà văn hóa xóm 2, xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn. Công trình có tổng vốn đầu tư 7,6 tỷ đồng. Trong đó, người dân đóng góp kinh phí để hoàn thiện các thiết chế cơ bản. Cùng với công trình này, hàng loạt các công trình khác như trạm bơm, kênh tưới, đường nội đồng, đường cây xanh, sân vận động được đầu tư xây dựng. Xã được công nhận là xã nông thôn mới kiểu mẫu. Chủ trương sáp nhập xã Xuân Lâm và Hồng Long nhận được sự đồng thuận cao. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng bày tỏ băn khoăn về giải quyết các khoản đầu tư xây dựng cơ bản. Thì người dân vẫn băn khoăn là nếu như đã sáp nhập lại thì người dân là mong muốn là đảng và nhà nước là hỗ trợ để làm thế nào là người dân xã Xuân Lâm vừa qua đã đạt rồi thì cũng không phải đóng góp xây dựng thêm những cái khoản đóng góp về cùng về xã mới thành nông thôn mà kiểu mẫu. Những băn khoăn của người dân là có cơ sở bởi đã có một thời gian khi bắt đầu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, việc huy động bố trí nguồn lực xây dựng cơ bản gặp nhiều khó khăn. Kéo theo đó là tình trạng nợ đọng. Theo thống kê giai đoạn 2010-2075, cả nước nợ đọng xây dựng nông thôn mới trên 15.000 tỷ đồng, với mức nợ bình quân chung khoảng 4,2 tỷ đồng một xã. Trong thời gian qua, nhiều xã đã nỗ lực xây dựng đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Có thêm nhiều hạng mục mới được đầu tư xây dựng và nâng cấp. Vì vậy, khi thực hiện đề án sáp nhập đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025, giải quyết xây dựng cơ bản là vấn đề quan trọng. Một số công trình đã có cái quyết toán sẵn, còn khoảng là 3 cái công trình nữa thì đang xây dựng cùng vừa đưa vô sử dụng cho một công trình là chưa quyết toán hết. Việc này chúng tôi xác định là không huy động dân. Ban thân vụ cũng có đà ban để là cái khoản nợ lại. Thứ nhất là cùng về địa phương thì khó, chủ yếu là có cái nguồn là cùng là đối ứng để xây dựng là nhờ chủ yếu là cái nguồn bán đất. Nhưng mà hai năm này thực tế là cùng cái đất là cũng rất là khó bán. Thực tế trong cái chỗ đó thì cũng rất là địa phương. Thoát nhập thì cùng kiện nghỉ để mà nắng sau khi hai xã về một cái mỗi thì cũng muốn rằng là cấp trên có cái quan tâm hỗ trợ cho là địa phương những cái số nợ để là cùng hai bên để có cái yên tâm. Trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu thì cũng có một số nội dung là có đối ứng nguồn vốn thì xã cũng đã cân đối nguồn vốn để trả nợ. Trước lúc sắp xếp đơn vị hành chính, ủy ban xã cũng đã trình hội đồng danh mục các cái công trình theo thứ tự ưu tiên. Thứ nhất là trả nợ các công trình, thứ hai là các cái công trình chuyển tiếp và thứ ba là đầu tư thêm một số công trình mới mà đem lại
cái thiết thực cho người dân trong cái phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt cộng đồng. Về nguồn kinh phí thì vừa rồi xã đã tổ chức đấu giá thành công 108 lô đất, như vậy là cân đối vào nguồn để chỉ trả nợ, rồi chỉ một số công trình chuyển tiếp và một số công trình thiết yếu mới. Nhiều ý kiến cho rằng trong điều kiện ngân sách còn khó khăn, khả năng cân đối của một số địa phương chưa đảm bảo, việc xử lý nợ đọng có nhiều nguyên nhân khách quan. Tuy nhiên, đây là vấn đề cần được kiểm soát và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị hành chính mới sáp nhập hoạt động và vận hành hiệu quả. Ủy ban huyện cũng là rất chỉ đạo quyết liệt, đó, các phòng ban ngành cùng với các xã thị là phải thực hiện nghiêm các cái chỉ thị cũng như luật đã định là ưu tiên các cái công trình là đã quyết toán là bố trí và không phát sinh, không xây dựng các công trình mới mà khi đang còn nợ đọng công trình trong nợ đọng xây dựng cơ bản. Các cái dự án mà đã thực hiện việc quyết toán dự án hoàn thành thì chủ đầu tư cũ tổng hợp ra soát số liệu giá trị quyết toán công nợ bàn giao lại cho chủ đầu tư mới để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí nguồn kinh phí theo quyết định phê duyệt dự án. Về các cái dự án mà đang trong quá trình triển khai thực hiện thì chủ đầu tư cũ trước lúc bàn giao trước lúc sản nhập ấy phải xác nhận lại là giá trị đã thực hiện là bao nhiêu và công nợ đã thực hiện bàn giao lại cho chủ đầu tư mới là đơn vị hành chính sự nghiệp mới để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý. Sáp nhập đơn vị hành chính là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển. Những tâm tư băn khoăn đặt ra xung quanh chủ trương sáp nhập cần được giải quyết phù hợp nhằm tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ và nhân dân. Từ đó, góp phần quan trọng triển khai kế hoạch sáp nhập đúng tiến độ, mục tiêu đã đề ra. Ông Trần Văn Bảy, xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ hỏi, tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi, Điều 14 Nghị định số 27/2022 về cơ chế quản lý tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia quy định như sau. Thuộc nội dung đầu tư của chương trình mục tiêu quốc gia, dự án nằm trên địa bàn một đơn vị hành chính cấp xã do Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý. Tổng mức đầu tư dự án không vượt quá 5 tỷ đồng. Kỹ thuật không phức tạp, có thiết kế mẫu, thiết kế điển hình hoặc các thiết kế sẵn có đã áp dụng trên địa bàn cấp huyện. Thuộc danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành. Ông Nguyễn Văn Trung, xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn hỏi, Ban giám sát cộng đồng thực hiện giám sát những nội dung nào trong thực hiện các dự án trên địa bàn? Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 27/2022 được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 38/2023, nội dung giám sát thi công xây dựng của Ban Quản lý xã, Ban giám sát của cộng đồng xã gồm kiểm tra và xác nhận chủng loại, chất lượng, khối lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình và các hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ, chứng minh về chất lượng theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế, kiểm tra giám sát, đôn đốc nhà thầu thực hiện công việc tại hiện trường theo yêu cầu của thiết kế xây dựng, biện pháp thi công, biện pháp đảm bảo an toàn và tiến độ thi công của công trình, thực hiện công tác nghiệm thu theo quy định, kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công, khối lượng thi công xây dựng hoàn thành, tổ chức lập và lưu trữ hồ sơ quản lý thi công xây dựng công trình theo quy định. Ông Lê Hội Trương, xóm Khe Rong, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai kiến nghị. Gia đình ông đã nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ đầu năm 2022. Tuy nhiên đến nay, gia đình ông vẫn chưa nhận được kết quả và cũng chưa được trả lời về vấn đề này. Hộp thư truyền hình xin chuyển nội dung trên đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai để kiểm tra và có trả lời cho công dân được rõ. Ông Hồ Văn Sinh, thôn Nghĩa Phú, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tháo dỡ công trình rào chắn trái phép trên lối đi chung của các hộ dân. Sự việc xảy ra từ năm 2020 đến nay chưa được giải quyết. Hộp thư truyền hình xin chuyển nội dung trên đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu để kiểm tra và giải quyết theo quy định. Những thông tin trên đã kết thúc chương trình hộp thư truyền hình hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.